Chào mừng các bạn đã đến với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Theo xếp hạng 10 nhân vật lịch sử thông minh nhất Trung Quốc của tờ Sohu, tờ báo điện tử nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, Trương Lương được xếp ở vị trí thứ 3, đứng cao hơn cả Khổng Minh Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn, hai vị quân sư nổi tiếng khác của Trung Quốc. Vậy những chiến công của Trương Lương quan trọng tới mức nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Lưu Bang nhiều lần bị Hạng Vũ đánh cho liền xiệc, thậm chí có lúc tưởng như tính mạng đã nằm trong tay Hạng Vũ. Nhưng Trương Lương đã giúp ông lật lại tình thế bằng một cuộc tập hợp 100 vạn binh mã toàn thiên hạ mà không tốn một chút sức. Hiệu triệu quần hùng, xoay chuyển càn khôn. Khương Tử Nha được người đời xưng tụng là Bách Gia Chi Tổ, ông tổ của mọi lĩnh vực, là người giúp Chu Vũ Vương tiêu diệt Trụ Vương Vô Đạo. Chuyện Khương Tử Nha hội quân 800 nước chư hầu tại Bến Mạnh Tân và thống lĩnh quân đội của họ đánh bại nhà Trụ, lập ra nhà Chu kéo dài 800 năm trong lịch sử Trung Quốc là một điển tích nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Đến thời Tần, Hán, Trương Lương, một đại công thần của nhà Hán, cũng làm được điều tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn. Trong bối cảnh giữa các nước đang có sự mâu thuẫn và chỉ chú trọng trong lợi ích cá nhân, Trương Lương đã một tay giúp Lưu Bang tập hợp lại binh mã của toàn thiên hạ để chiến đấu với đội quân của Hạng Vũ. Theo sử ký Tư Mã Thiên, năm 203 trước công nguyên, Hàn Tín phá nước Tề, muốn tự lập làm Tề Vương. Sự việc này đã đẩy mâu thuẫn giữa Lưu Bang và Hàn Tín lên cao. Trước đó đã có hàng loạt bất hòa, nghi kỵ xảy ra giữa vua tôi Lưu Bang Hàn Tín. Điển hình là việc Hán Vương Lưu Bang bị quân của Hạng Vũ vây khốn ở thành Huỳnh Dương. Trong khi đó, đội quân chủ lực của Lưu Bang giao cho Hàn Tín dẫn đi đánh nước Tề lại không về ứng cứu. Tình thế nguy hiểm buộc Lưu Bang phải để Kỳ Tín giả dạng mình chết thay, đánh lừa Hạng Vũ để trốn thoát ra ngoài. Lưu Bang chạy trốn thẳng đến nơi Hàn Tín đóng quân. Nhân lúc Hàn Tín đang ngủ say, Lưu Bang lén thu lại ấn tín nguyên soái của Hàn Tín và toan trị tội Hàn Tín. Nhờ đó, Trương Lương khuyên giải, Hàn Tín mới được phục chức. Hàn Tín sau đó vẫn quyết đánh lấy nước Tề, không chịu bãi binh. Ông bỏ mặc cho sứ giả Lịch Sinh, một vị quan mà Lưu Bang rất tín nhiệm, bị Tề Vương cho vào vạc luộc chín. Do trước đó, Lịch Sinh đã nhận lệnh Lưu Bang thuyết phục nước Tề đầu hàng. Sau khi lấy xong nước Tề, Hàn Tín lại đòi hỏi Lưu Bang phải khen thưởng và phong cho mình làm Tề Vương. Điều này khiến cho Lưu Bang vô cùng tức giận. Để hóa giải sự mâu thuẫn này và khiến cho Hàn Tín chịu đem quân đến giúp mình, Lưu Bang chỉ còn cách dựa vào Trương Lương, vốn là người sẵn có tư tưởng thống nhất thiên hạ về một mối. Nhưng Trương Lương vẫn bày kế cho Lưu Bang dùng của cải, đất đai để phong thưởng thật nhiều cho các chư hầu nhằm lôi kéo họ góp sức. Đặc biệt là đối với Hàn Tín, để xóa bỏ hiềm khích cũ, Trương Lương soạn chiếu thư phong thưởng cho Hàn Tín hậu hĩnh nhất. Ông tự thân đến gặp Hàn Tín, thuyết phục Hàn Tín đem quân của mình giúp Lưu Bang đánh trận quyết chiến cuối cùng. Trương Lương nói, hiện nay Bá Vương Thế Cô sức yếu, Chúa Thượng Lưu Bang hối hận việc cắt Hồng Câu giao ước, nên đã cùng Sở giao binh, vừa rồi Chúa Thượng đốt kho lương thực của Sở, khiến cho quân Sở phải giải binh kéo về Bành Thành. Tôi tưởng lúc này Nguyên Soái tức Hàn Tín, cũng nên đem quân đến hội với Chúa Thượng, ra công diệt Sở, định thiên hạ để cùng nhau chung hưởng thái bình. Sở có chết thì ngôi của Nguyên Soái mới vững chắc. Lời dù của Trương Lương đã khiến cho Hàn Tín thay đổi hẳn suy nghĩ chống đối lại Lưu Bang, cho thấy Hạng Vũ mới là kẻ thâm thù với Hàn Tín nhất, đe dọa trực tiếp đến ngôi vị Tề Vương của Hàn Tín. Mặt khác, Hàn Tín vốn cũng muốn báo thù Hạng Vũ, ngày trước nhiều lần làm nhục coi thường tài trí của mình nên quyết tâm hội quân đánh Sở. Ở đây cũng phải nhắc đến uy tín của Trương Lương với riêng Hàn Tín. Ông là người đã dẫn dắt Hàn Tín đến với Lưu Bang, tiến cử Hàn Tín làm nguyên soái, trong khi ai cũng coi thường xuất thân của Hàn Tín. Ông cũng bày kế giúp cho Hàn Tín trốn thoát của Hạng Vũ, tặng cho Hàn Tín bảo kiếm Nguyên Nhung, lại trao cho Hàn Tín bức địa đồ vẽ con đường bí mật để Hàn Tín dẫn quân đánh lén Trung Nguyên. Cho dù trước đây đã có nhiều người khuyên Hàn Tín nên phản bội lại Lưu Bang, nhưng lời nói của Trương Lương lại được Hàn Tín rất tôn trọng. Có thể nói, Hàn Tín thà phụ Lưu Bang chứ không nỡ phụ Trương Lương. Trương Lương cũng tự thân hành đến gặp các vua các nước chư hầu lớn khác như Bành Việt, Anh Bố, hứa sẽ phong thưởng thật nhiều cho họ và thuyết phục họ đem quân đến hội cùng với Lưu Bang. Mặc dù trước đó Bành Việt và Anh Bố đã hẹn nhưng không tới hội quân, làm cho Lưu Bang bị thất thế và phải hòa giải với Hạng Vũ. Trương Lương đi thuyết khách một vòng thiên hạ, khi trở về với Lưu Bang thì chỉ cách vài ngày sau, binh mã các nơi đều đã lục tục kéo đến, hội quân không sót một người. Hàn Tín kiểm điểm quân mã, ghi nhận như sau: quân Yên Vương 15 vạn, quân Anh Bố 5 vạn,
quân Bành Việt 5 vạn, quân nước Ngụy 20 vạn, quân Tiêu Hà 16 vạn, quân Hán Vương 20 vạn, quân của Hàn Tín 15 vạn. Tổng cộng cả thảy hơn 100 vạn, các danh tướng hơn 800 viên, các đại thần mưu sĩ hơn 50 người. Từ Thành Cao đến Huỳnh Dương, nơi Lưu Bang hội quân, một dải đường dài mấy trăm dặm đều là quân Hán. Lưu Bang thấy không tốn chút sức mà phút chốc được nhiều quân như vậy, không giấu được mừng rỡ, vô cùng khâm phục tài năng của Trương Lương, nói: "Nếu không nhờ tiên sinh, tức Trương Lương, đi chuyến này thì ba tướng ấy, chỉ Hàn Tín, anh bố Bành Việt, đâu có hăng hái chịu giúp ta." Điều này đã thể hiện uy tín cá nhân của Trương Lương lớn thế nào. Nhờ có quân số áp đảo, Lưu Bang mới có thể bao vây chặt chẽ và tiêu diệt Hạng Vũ sau này. Có thể nói, bằng tài trí và uy tín cá nhân, Trương Lương không những hóa giải sự bất hòa giữa các nước mà còn tập hợp được một trong những đội quân đông đảo nhất trong lịch sử Trung Quốc về dưới trướng theo sự điều khiển của Lưu Bang. Đây, kỳ tích của riêng cá nhân ông cũng là một sự kiện tổng huy động quân đội lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Theo xếp hạng 10 nhân vật lịch sử thông minh nhất Trung Quốc của tờ Sao Hủ, tờ báo điện tử nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, Trương Lương được xếp ở vị trí thứ 3, đứng cao hơn cả Khổng Minh, Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn, hai vị quân sư nổi tiếng khác của Trung Quốc. Tứ diện sở ca, bức sát bá vương. Nhiều người nghe chuyện Gia Cát Lượng gảy đàn đẩy lui quân Tư Mã Ý, nhưng ít người biết đến vị mưu sĩ từng dùng một khúc nhạc phá tan 10 vạn quân Sở, đánh bại bá vương Hạng Vũ mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trương Lương từng không ít lần bày mưu tính kế giúp cho Lưu Bang từ thế yếu chuyển thành thế mạnh, sau đó lần lượt chinh phạt thiên hạ, đi đến thống nhất Trung Hoa. Ông được Lưu Bang tôn xưng làm thầy và vô cùng kính trọng. Một trong những kế sách khiến tên tuổi của Trương Lương trở thành huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, đó là việc ông chỉ thổi một khúc tiêu mà phá tan 10 vạn quân Sở, ép Hạng Vũ vào chỗ chết ngay sau đó. Đây là một sự kiện có thật trong lịch sử được nhiều tác phẩm ghi chép lại, mặc dù chi tiết có phần khác nhau. Theo Hán Sở Tranh Hùng của Mộng Bình Sơn năm 202 trước Công Nguyên, Hạng Vũ trúng kế của Hàn Tín, ông và 10 vạn quân Sở của mình bị lực lượng áp đảo của Hán Vương Lưu Bang cùng các nước chư hầu bao vây ở Cai Hạ, tình thế rất nguy cấp. Tuy nhiên, chiến thần Hạng Vũ không dễ bị tiêu diệt. Hạng Vũ và quân đội của ông chống trả quyết liệt nhằm trốn thoát khỏi vòng vây, giao chiến liên tục suốt một ngày. Hạng Vũ một mình đánh lui 60 viên đại tướng của Liên Quân. Trước sự uy dũng của Hạng Vũ, Lưu Bang cùng Hàn Tín, đại tướng quân bách chiến bách thắng trong lịch sử Trung Quốc, không tài nào tiến lại được. Hạng Vũ cũng tự biết rõ mình không thể để bị bao vây lâu dài, bèn đôn đốc tướng sĩ, lệnh sáng hôm sau đột phá vòng vây quân Hán. Tinh thần quân Sở vì vậy lại lên rất cao. Nếu để cho Hạng Vũ thoát ra ngoài, sau đó gây dựng lại lực lượng phản công thì đúng là mối đại họa với Lưu Bang. Trong tình thế cam go, Trương Lương đã thực hiện một kế không tưởng, khiến cho quân Sở từ 10 vạn tan vỡ ngay trong đêm quyết định của cuộc chiến. Vốn là bậc thầy về âm nhạc, nhân lúc đêm khuya canh vắng, Trương Lương lẻn lên núi Kê Minh gần doanh trại quân Sở, thổi lên một khúc nhạc, đó là khúc Tứ Diện Sở Ca, nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Tiếng tiêu của Trương Lương thổi lên có thể làm cho binh sĩ nước Sở động lòng nhớ quê. Người vui nghe nó càng vui, người buồn nghe nó thì nỗi buồn càng thấm thía. Giữa thời tiết mùa thu, hiu hắt gió vàng, cò cây chút lá, binh sĩ nước Sở của Hạng Vũ xa cách quê hương lâu ngày nghe tiếng tiêu liền động lòng, không còn tinh thần chiến đấu nữa. Khắp doanh trại quân Sở vang lên tiếng khóc thương, quân Sở bèn rủ nhau bỏ trốn hết trong đêm. Các tướng lĩnh không ngăn cản được cũng rủ nhau bỏ trốn hoặc ra hàng quân Hán. Hồi 39 Hán Sở Tranh Hùng miêu tả, sáng ngày hôm sau khi Hạng Vũ tỉnh rượu thức dậy, quân số của ông từ 10 vạn chỉ còn lại 800 quân kỵ trung thành ở lại. Hạng Vũ liều chết phá vây ra ngoài nhưng bất lực, ông bị truy sát đến sông Ô Giang và phải tự vẫn. Câu chuyện trên dẫn từ tác phẩm Hán Sở Tranh Hùng, một bộ tiểu thuyết lịch sử nên có thể có một số tình tiết được tiểu thuyết hóa. Tuy nhiên, sách Sử Ký của Tư Mã Thiên cũng ghi nhận sự kiện này. Chỉ khác chi tiết Trương Lương thổi tiêu được thay bằng việc Trương Lương hát bài Tứ Diện Sở Ca và truyền lại cho quân Hán học mà hát theo. Hạng Vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, lương hết, quân Hán và quân chư hầu bao vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng Vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở. Hạng Vương kinh hoàng nói: "Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?" Quân Sở vì vậy không còn lòng dạ chiến đấu, bỏ trốn hết cả. Một đêm mà tan vỡ. Nhờ mưu kế của Trương Lương, chiến thần Hạng Vũ và 10 vạn quân Sở bị phá mà không tốn một binh một tốt nào. Có thể nói, Trương Lương là một trong số ít các nhà quân sự áp dụng thành công tâm lý chiến và cũng là bậc thầy số 1 khi sử dụng nghệ thuật chiến tranh này. Phó hội Hồng Môn Yến. Ngày nay, trong các bộ phim,
cũng như các tài liệu lịch sử thường sử dụng cụm từ Hồng Môn Yến để ám chỉ việc hành thích trong những bữa tiệc. Nhưng ít người biết đến nguồn gốc thực sự của Hồng Môn Yến và người đã hóa giải thành công kế hoạch ám sát kinh người này, Trương Lương. Theo ký sử của Tư Mã Thiên cùng nhiều tác phẩm khác, tiệc Hồng Môn Yến là sự kiện kinh điển trong lịch sử Trung Quốc, diễn ra vào năm 206 trước Công Nguyên tại Hồng Môn, một thị trấn bên ngoài thành Hàm Dương, thủ đô của nhà Tần lúc bấy giờ. Nguyên nhân của sự việc đặc biệt này là cuộc chạy đua giữa Lưu Bang và Hạng Vũ trong quá trình tiêu diệt nước Tần. Năm 207 trước Công Nguyên, Lưu Bang nhờ mưu kế của Trương Lương tốc chiến tốc thắng hạ liền 10 thành nước Tần, tiến thẳng vào kinh đô Hàm Dương. Hạng Vũ vì lo chinh phạt nên bị mắc kẹt và đến sau. Biết được tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương trước, Hạng Vũ vô cùng tức giận, toan tiến công vào Hàm Dương tiêu diệt Lưu Bang bằng lực lượng quân đội vượt trội. Tình thế của Lưu Bang thời điểm này là vô cùng nguy ngập. Trong lúc Hạng Vũ liên tiếp đưa ra đe dọa, Lưu Bang kinh sợ, đêm ngày không yên, vội mời Trương Lương vào bàn kế sách. Trương Lương nói, quân Hạng Vũ mạnh lắm, cửa quan không thể giữ được lâu, nếu dùng sức kháng cự, quân ta sẽ bị tiêu diệt, như thế không lợi cho bước đường tiến thủ sau này, chi bằng mở cửa quan cho họ vào rồi sẽ liệu. Lưu Bang lập tức nghe theo đầu hàng và giữ được tính mạng. Trương Lương lại tìm cách thuyết phục, cho Hạng Vũ càng thêm coi thường Lưu Bang hèn yếu, không còn nghi ngờ Lưu Bang nữa. Tưởng chừng như sóng gió đã qua, nhưng Phạm Tăng, quân sư của Hạng Vũ, cũng là một nhà quân sự nổi danh thời chiến tranh Hán Sở, một lòng muốn tiêu diệt Lưu Bang. Ông chuẩn bị một kế hoạch chu đáo, một mặt yêu cầu Lưu Bang đến tiệc rượu ở Hồng Môn, khiến Lưu Bang lơ là phòng bị, một mặt chuẩn bị lực lượng áp đảo, đem quân tập kích vào doanh trại của Lưu Bang vào nửa đêm hôm đó. Trương Lương là một người giỏi thiên văn, đã đoán biết được trước âm mưu này. Ông bày kế cho Lưu Bang gặp và kết làm thông gia với Hạng Bá, chú của Hạng Vũ. Hạng Bá vì vậy tiết lộ kế hoạch tập kích của Phạm Tăng, làm cho kế hoạch này bị phá sản. Phạm Tăng đành phải thực hiện phương án ám sát Lưu Bang tại Hồng Môn. Ông yêu cầu Lưu Bang ngay hôm sau phải đến dự tiệc trong doanh trại quân đội của Hạng Vũ mà không được mang theo quân lính. Tại tiệc rượu, Phạm Tăng đã bố trí mai phục sẵn, chỉ cần ra ám hiệu là sát thủ ùa vào lập tức lấy mạng Lưu Bang. Trước âm mưu này, Lưu Bang vô cùng lo sợ. Quần thần có người xin quyết chiến với Hạng Vũ, có người xin đi thuyết phục Hạng Vũ tha mạng cho Lưu Bang, có người khuyên Lưu Bang giả ốm không đến, sau đó bỏ trốn. Chỉ riêng Trương Lương đứng ra khuyên Lưu Bang đến dự tiệc Hồng Môn và nhận trách nhiệm bảo vệ cho Lưu Bang. Trương Lương bày cách đối đáp, ứng xử của Lưu Bang khi bị Hạng Vũ hỏi tội. Khi Lưu Bang đến doanh trại quân sở, Hạng Vũ cho phô diễn sức mạnh quân đội, bày ra rừng gươm biển giáo, khí thế hung hiểm ngút trời. Lưu Bang thất kinh, toan bỏ về, chỉ riêng Trương Lương vẫn thản nhiên không chút sợ hãi. Vừa tiếp kiến Hạng Vũ, Trương Lương đã lên tiếng trách móc Hạng Vũ là kẻ thất lễ. Hồi thứ 10 tác phẩm Hán Sở Tranh Hùng thuật lại lời của Trương Lương như sau. Tôi nghe Minh Vương chỉ thiên hạ chỉ khoe đức chứ không khoe võ, các bậc hiền nhân đối xử nhau dùng nghĩa chứ không dùng uy. Nay Minh Công chỉ Hạng Vũ, đánh 9 trận thắng được Trương Hàm, một danh tướng nhà Tần, một tay phục thiên hạ, uy danh lừng lẫy ai mà chẳng biết. Thế thì khoe cái uy dũng của mình chẳng có ích gì. Tôi thiết tưởng Minh Công nên khoe cái đức của mình để cho thiên hạ thấy con người tài đức vẹn toàn, trăm họ tùng phục, như thế mới thật là đáng hào hùng trong thiên hạ vậy. Hạng Vũ nghe Trương Lương trách phải, hổ thẹn mà cho quân lính rút cả ra ngoài, bỏ hết giáp trụ, mặc lại triều phục ra đón tiếp Lưu Bang. Đối mặt với những lời hạch tội của Hạng Vũ, Lưu Bang lại đối đáp khéo léo, trôi chảy, làm cho Hạng Vũ sinh kiêu ngạo, hết nghi ngờ. Hạng Vũ vì vậy không làm theo kế hoạch ám sát Lưu Bang của Phạm Tăng nữa. Phạm Tăng thấy Hạng Vũ dù trước đó đã hứa mà nay lại không giết Lưu Bang thì vô cùng tức giận. Ông bỏ ra ngoài tiệc, phái người vào tiệc rượu vờ múa kiếm, tìm cơ hội đâm chết Lưu Bang trong tiệc. Trương Lương ngay lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm. Ông đánh lừa quân canh cửa, lèn trốn ra ngoài gặp Phàn Khoái, một viên mãnh tướng của Lưu Bang mà Trương Lương đã chuẩn bị sẵn. Phàn Khoái đã được Trương Lương bày kế, bèn giả làm người thô lỗ, thèm thịt rượu, xông thẳng vào trong tiệc múa gươm, che chắn đường kiếm hung ác cho Lưu Bang. Trương Lương lại cố tìm cách chuốc cho Hạng Vũ uống say, đánh lừa quân lính là có lệnh của Hạng Vũ cho đi, rồi lập tức hộ tống Lưu Bang trốn khỏi tiệc rượu trở về. Hồng Môn Yến là một trong những sự kiện nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhiều bộ phim về sau cũng khai thác về đề tài này và đề cao trí tuệ của Trương Lương. Bằng trí dũng song toàn cùng sự ứng biến nhạy bén linh hoạt, chỉ trong một ngày, Trương Lương đã 3 lần cứu thoát Lưu Bang khỏi những kế hoạch ám sát tinh vi nhằm vào mình. Ông được Lưu Bang tôn làm thầy. Sau này, Trương Lương còn lập nhiều kỳ công giúp Lưu Bang chiến thắng Hạng Vũ, kiến tạo nên triều đại nhà Hán nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.